bà con trên cộng đồng mạng. Hôm nay mình là Đặng Thị Rung, 64 tuổi, mình tới đây mình nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ để tìm một chồng của mình về bị bệnh mất trí nhớ là Lê Văn Rợ, 62 tuổi, ở Tây Ninh. Thì có biết gì hơn, bây giờ cảm xúc của mình không bao giờ tả được. Khi mất người thân thì nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ giùm. Dạ con xin phép chào cô, chào anh trai. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Cô là Trần Thị Dung, 61 tuổi. Dạ, cô Dung là quê quán ở đâu đây cô? Cô ở Tây Ninh. Tây Ninh xa ha. Hôm nay cô về đây cùng với ai đây? Với con trai. Dạ, hai mẹ con cô về đây, về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Tìm ông xã bị bệnh Alzheimer rồi bị thất là bị đi lạc, nay là từ ngày 26 tháng 8 năm 2024. Tìm chồng đúng không ạ? Tìm chồng. Chồng của cô họ tên đầy đủ là gì? Lê Văn Rợ, 62 tuổi. Dạ. Chú là chú bị bệnh gì cô? Bị mất trí nhớ. Lâu chưa cô? Nó giáp năm rồi. Lý do sao mà chú trở nên như vậy ạ? Thì mới lúc đầu thì cũng mất trí nhớ, như là nói thì mau quên lắm, rồi từ từ rồi chúng đi bệnh viện này kia, đi tới dưới ở bệnh viện tâm thần Đồng Nai ở Trung ương đó, mà trị hoài nay là giáp năm mà càng ngày thì nó càng nhiều. Thì lúc đầu thì đi uống cà phê ngày mấy lần mà đi thì biết đường về, nhưng mà tới ngày bữa ăn tháo tay là đi là không biết đường về, là đi luôn. Dạ. Đi luôn rồi tìm nay 5 ngày là tìm hết cái tỉnh Tây Ninh luôn mà tìm không có ra. Nên bữa nay mẹ con mới từ Tây Ninh xuống đây là nhờ hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ tìm kiếm hộ. Dạ vâng. Vậy là một năm trở về trước là chú vẫn bình thường. Chú là ở quê có làm được công việc gì không cô ha? Làm ruộng. Làm ruộng. Ruộng. Sinh hoạt vẫn bình thường đúng không ạ? Bình thường. Và một năm trở về đây thì chú trở nên là cái tình trạng là trí nhớ là lúc nhớ lúc quên. Nhớ quên mà giờ là như là hình như là quên hẳn. Trước kia là chú có bị bệnh tật gì không cô? Cũng có bị đau sống rồi mổ á. Dẫn tới cái tình trạng mà chú mất trí nhớ như vậy là bỗng dưng là tự dưng nó bị. Tự nhiên nó bị. Gia đình nhà mình có chuyện gì không cô? Không. Có cú sốc nào không? Không. Cô chú là được mấy người con đây? Ba thằng trai. Anh này là con thứ mấy đây? Thứ ba. Vậy là anh út hả? Chú hay bà. Là kế út hả? Bà, kế út quá. Dạ. Chú cụ thể là bỏ đi ngày nào cô? Ngày 26 tây. 26 tháng 8. Vậy là được 4 ngày trời rồi. Hôm nay là ngày 30 rồi. Chú đi là chú mang theo những thứ gì đi ạ? Đi xe 81. Chú đi theo xe máy. Biển số bao nhiêu cô? 670GA04262. Xe đấy là hiệu gì? Xe 81. Honda. Honda. Dạ. Xe đấy là của chú luôn hay là của ai ạ? Chú luôn. Sao mà chú cái tinh thần của chú cũng như là trí nhớ của chú không được ổn định sao? Ồ, gia đình mình vẫn cho chú đi xe hả cô? Bình thường á thì chú xe đó con chú không ai đụng tới được hết á. Thì chú dẫn đi uống cà phê thì lên quán nó cách nhà chừng mấy trăm mét à. Thì lên là về liền trong vòng 5 phút mà 10 phút là về liền chứ không có ngồi đâu. Chú ngoài cái việc mà mất trí nhớ ra chú còn căn bệnh nào khác không? Chẳng hạn như là có triệu chứng ảnh hưởng gì về thần kinh mà hay nói chuyện một mình hay như thế nào không cô? Không, không có cái đó. Chú có nhậu không cô? Lúc 3 năm về trước thì nhậu rất là nhiều, nhưng mà 3 năm về sau này thì không có nhậu nữa. Biết được mình có bệnh tình như vậy nên mà chú hạn chế, chú bỏ đúng không ạ? Bỏ luôn, không có nhậu. Cô chú là ở chung với các con luôn hay là các con có gia đình riêng rồi? Con có gia đình nhưng mà có một thằng lớn thì nó ở riêng, còn hai đứa nhỏ thì còn ở chung. Trong cái thời gian gần đây các con của cô có đối xử tốt với cô chú không? Có làm điều gì cho chú buồn không? Gia đình mình sống hòa nhã lắm, vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra, tại bệnh thôi ạ. À. Bệnh thôi đúng không ạ? Con muốn hỏi tại vì con tìm cái nguyên nhân và lý do tại sao chú đi. Chú từ khi mà bệnh như vậy là chú có hay đi những cái trường hợp này không cô? Có hay đi vậy không? Không. Chú không có đi, từ hồi bệnh giờ thì chỉ biết đi uống cà phê rồi về thôi. Thì hôm nay uống cà phê là đi luôn mà.
rồi kêu bệnh ông, hồi lúc bệnh tới giờ là không có đi đâu hết á, đi chút xíu là rồi đi về, không có ở đâu hết á. Chú có bị đau đầu không ạ? Thì lúc trước thì có. Tức là gia đình nhà mình cũng đưa đi bệnh viện các kiểu rồi đúng đi, không ạ? Đi tỉnh rồi đi huyện rồi đi xuống ở thành phố rồi đi ra tới Đồng Nai rồi. Nói chung là đi một năm nay đi rất là nhiều bệnh viện. Vẫn có thuốc men điều trị cho chú ngày, thường ngày đúng bình không? Bình thường ngày nào cũng uống đúng là giờ đúng giấc luôn. Vậy là chú bây giờ đâu có lao động được đâu đúng không ạ? Không. Vậy là ăn với ở nhà chơi với, chắc chơi với các cháu, cháu nội hả? Cháu nội mà không giờ không nhớ cháu nội là ai luôn. Không có chơi với ai chỉ nhận. Trường hợp bây giờ nếu mà gặp được cô là cô biết cô là vợ không? Không. Ôi trời đất ơi. Tại vì ở trong bệnh viện có bác sĩ hỏi người phụ nữ kế bên là gì là chỉ biết lắc đầu thôi. Còn là nặng gì? Rồi, bệnh tình nặng rồi cô ơi. Hỏi bao nhiêu tuổi thì cũng không nhớ luôn. Hỏi tên gì thì ráng nói được, được tiếng tên rợ. Là được một tiếng vậy thôi. Hầu như là không có biết nói gì hết à. Nhưng mà con thấy kỳ ha, tự dưng mà lại trở nên như vậy, con thấy kỳ kỳ ha. Cái ngày mà ba em mụ như anh trai nó lớn lên to như cái ngày mà bệnh á, dạ. Ra cuộc sống á, là ba có mẫu chèn cây nóc vô lưng á. Đó là từ ngày đó là mất trí nhớ từ từ. À, vậy là đó là... Đó là nguyên nhân của cái căn bệnh á. Đó là nguyên nhân đúng không? Dạ, đó, đúng nó phải có một cái gì đó mới đúng. Thì mẹ em ấy quá, ba không có nói được. Nhưng mà từ cái ngày mà ông mẫu á, ra cuộc sống á, chèn ép chèn kinh á, là có cây nóc mà nó chèn vô người á, cây cuộc sống máy móc được. Hồi đó là mẫu 5 năm á, bây giờ là nó tới ảnh hưởng tới thần kinh là nó làm được. Đúng rồi. Là nó ảnh hưởng tới đó. Phải có nguyên nhân và dấu hiệu mới trở nên căn bệnh như vậy được, chứ không bỗng dưng mà chú lại như vậy được. Ồ ạ, thương ha. Vậy là 4 ngày trời là gia đình nhà mình đi tìm chú ở đâu rồi cô? Chỗ nào cũng có đi tìm giờ trên dọc tỉnh. Bây giờ cái ngày mà đầu tiên á, dạ. Là ba đi uống cà phê, là có người báo á, là gặp á, là ở đó là Châu Thành, Tây Ninh, dạ. Là cái đường đi lên Bến Sỏi á, dạ. Là mấy anh em mới lên đó, là cái ngày đó là ngày 23, là test camera thấy tại ngay chỗ Bến Sỏi của huyện Châu Thành á, dạ. Là test camera là thấy ba chạy chiếc cấp 81 đội cái nón kết hồi nãy em có chụp coi á. Dạ. Là chạy lên hướng Hòa Bình là cái ngày đó xong xong rồi nguyên gia đình kiếm lên đó là buổi chiều không gặp, mệt quá đi về tính sáng hôm sau đi, là cái khúc mà giác mà 3 giờ là có người báo xuống ở dưới ngay chỗ huyện Gò Dầu. Dạ. Là cái người đó là đàn bà báo cho nhỏ em là bên đó là lừa gạt, là báo là có ông chú. Dạ, anh cứ chia sẻ tiếp đi. À, báo với ông chú á, là nói có ông chú á, lên tùng xe. Là lúc đó là 3 giờ sáng. Là có người như vậy như vậy. Rồi cái ông chú đó, cái nhỏ em nó nói chị cho em số điện thoại đang liên lạc với người đó. Dạ. Rồi liên lạc với ổng. Rồi nhỏ em liên lạc với ổng là ổng đi lấy đồ bên Việt Nam qua Campuchia. Dạ. Là khúc á, là cái thùng xe đó thì cái người đó, chú đó là lên thùng xe là tôi chở qua bên Campuchia, tôi lấy đồ xong tôi gửi ổng bên Campuchia. Có phải xe trái cây không? Đúng rồi. Trời đất ơi, lại bị lừa, gia đình nhà mình bị lừa rồi phải không? Đúng rồi. Là nguyên ngày đó là nguyên gia đình, ở ngày 24 á. Là ngày 24 là nguyên gia đình xuống nhau xuống tại ngay chỗ khẩu một bài. Là người ta nói là chở qua đó, đó đó xong rồi cái em á, người ta kêu á, anh giờ người ta không có đủ tiền, người ta có 800 ngàn trong tài khoản à, chuyển cho người ta thêm 1,5 triệu. Dạ. Gia đình mất chuyển, là nói có 1,5 triệu không tới đâu, là chuyển 1,5 triệu, xong người đó nói á, là trong giờ, trong 5 giờ sẽ chở người về, là nguyên gia đình xuống đó đợi, đợi xong tới 3 giờ, em thấy không ổn, là điện không được. Là em mới bắt người là nhờ bên bên Việt Nam qua Campuchia là người cậu. Và lúc đó là em đi qua bển á, là 3 giờ mấy. Em có mướn taxi em đi vô cái chỗ mà người đó nói là chở qua chỗ đó. Dạ. Rồi em đi vô tới trong đó là em lục hết luôn. Là trong đó gặp được ông bác là người Campuchia, về người Việt Nam mà qua Campuchia làm quân đội gì đó. Dạ. Người ta ở đó luôn. Là người ta dắt đi luôn, là hết cái khu đó là lên sầu riêng là không gặp. Là em mới biết là người đó bị đã lừa em. Hầu như ngày đó là gia đình xứng nhau xuống cửa không một bài á. Nhà mình có đăng thông tin lên Facebook đúng không? Dạ đúng. Có để số điện thoại đúng không? Dạ đúng. Đó, không riêng gì gia đình nhà mình đâu. Dạ.
Em nghe là em biết rồi. Dạ. Rất nhiều gia đình gặp rồi. Nó có một chiêu một à. Khi gia đình nhà mình và tất cả mọi người khi mà tìm người thân đăng số điện thoại cá nhân và đặc biệt rằng là viết cái bài viết để tìm người thân như thế nào đó ABC các kiểu, thì bọn chúng nắm bắt được cái thông tin, bọn chúng sẽ giả bộ gọi điện là thấy anh A, anh B, anh C leo lên xe ngủ quên trở qua Campuchia xe trái cây. Sau đó thì bọn chúng dùng thủ thuật đó là đánh vào tâm lý, bởi vì biết gia đình đang hoang mang mà. Kêu là chuyển có thể là một người là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, thậm chí là 5, 10 triệu để bọn chúng là chỉ chỗ cho hoặc là trở về. Nhưng thực chất không có, lừa đảo hết. Khi chuyển tiền xong thì bọn chúng chặn hết. Nó có chặn số nhà mình chưa? Không có chặn, nhưng mà bữa sau vẫn điện được. Bây giờ có điện được không? Nhưng không bắt máy. Đó, hình thức của bọn chúng là vậy á. Rất nhiều trường hợp rồi. Nên mà tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là những người nhà mà có người thân con em chúng ta đi lạc, thì chúng ta đăng thông tin lên các trang mạng xã hội, chúng ta phải tỉnh táo. Bởi vì hiện nay là có một số đối tượng chuyên, bọn chúng là đi gọi là đi dạo các trang Facebook á, thì bọn chúng nó bắt được cái thông tin, bắt được cái điểm yếu của gia đình là có ai đó người thân bỏ đi thì rất lo lắng, nên bọn chúng đánh vào tâm lý, đánh vào gọi là cái lúc mà hoàn cảnh mình đang bế tắc như thế này thế kia đó, để bọn chúng lừa đảo tiền. Nhưng mà thực chất là bọn chúng không có biết một cái gì hết. Bọn chúng không có thấy đâu. Nếu mà những cái người thật đấy, những cái người mà người ta giúp đỡ thật, người ta không bao giờ nhắc đến 2 triệu, nhắc đến cái chữ tiền đâu. Không bao giờ người ta nhắc đến cái chữ tiền, mà người ta thấy ở đâu đó người ta sẽ báo tin cho gia đình nhà mình đến đón về, hoặc là người ta có thể là hỗ trợ cái người thân đó đi về với gia đình. Nhá, người ta không có đòi hỏi tiền bạc đâu. Khổ thật, nhà mình là mất 1,5 triệu rồi hả? 1,5 triệu chứ đây cũng mình nói là cái ngày đó khoảng 5-7 triệu là đó, mình nhầm họ luôn. Phí hết công sức. Đặc biệt là cái tiền bạc thì mình không quan trọng. Nhưng mà cái công sức, cái công mong chờ, chờ đợi, khổ quá khổ. Trên cái video này này, cô là một người vợ. Với cái tâm nguyện của cô, tuổi đời của cô là 61 rồi đúng không ạ? Tới giờ phút này là cô không tưởng tượng ra là có một cái ngày mà phải đi tìm chồng như thế này. Và đặc biệt cô không nghĩ rằng mà cái khoảng thời gian gần cuối đời rồi mà chồng lại bị một cái căn bệnh thật sự rất đau lòng như vậy. Thì cái tâm nguyện, cái nỗi niềm của cô như thế nào? Hôm nay cô tâm sự với chồng hoặc là cô nói chuyện, cô nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay góp sức để giúp đỡ cô tìm chồng cô về. Cô nhá, cô nói lớn lên nhá cô nhá, mời cô. Xin chào tất cả bà con trên cộng đồng mạng. Hôm nay mình là Trần Thị Trung, 64 tuổi, mình tới đây nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ để tìm một chồng của mình về. Bị bệnh mất trí nhớ là Lê Văn Rợ, 62 tuổi, ở Tây Ninh. Thì không có biết gì hơn, khi giờ cảm xúc của mình không có giờ tả được. Khi mất người thân thì nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ giùm. Khi đi là ba có chạy chiếc cấp 81 đi uống cà phê, lúc đó là ngày 23 tháng 6 ngày 23 7 là ngày 23 tháng 8 năm 2024 là lúc đó ba có đi uống cà phê, có đội cái nón kết, mặc cái áo xám cho quần tây, đi lúc 9 giờ mất tích tại bến Sỏi Hòa Bình biên giới Châu Thành, là test camera thấy tại Hòa Bình Châu Thành lên đó là ngày 23 tháng 8 năm 2024. Mong mọi người có thấy bài viết của chú Đặng Nguyễn Thanh Hải. Nguyễn Thanh Hải thì hãy chia sẻ và giúp người nhà để tìm được ba. Ba là Lê Văn Rợ, sinh 1996. Xin chân thành cảm ơn các cả các bên cộng đồng mạng. Con là con người thứ ba. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chú như trong hình ở đâu là mời liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm được thông tin của chú, cũng như là giúp chú sớm quay trở về đoàn tụ với vợ với con. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự một cái câu chuyện rất nghẹn lòng của cô hôm nay thì về đây cùng với con trai. Từ cái lúc mà ngày mà chú đi cho tới thời điểm hiện tại thì gia đình rất là lo lắng và đi tìm kiếm khắp nơi, cũng đã bị dụ bị gạt vì lý do là gia đình nôn nóng quá nên đăng tải lên các trang mạng xã hội cá nhân của gia đình thì bị một số đối tượng xấu lừa gạt. Cả gia đình tới giờ phút này có thể về đây là kiệt sức rồi, rất hoang mang và lo lắng. Đặc biệt là cô là một người vợ, cô về đây hôm nay cô khóc không nổi nữa vì lý do là cô khóc quá nhiều rồi, cô chú anh chị không còn nước mắt để khóc, thật sự rất thương cô, thương vô cùng. Nên rất mong rằng được sự chung tay góp sức của tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước chung tay góp sức để giúp đỡ gia đình nhà cô
sớm tìm được chú về để cho gia đình điều trị thuốc men, để cho chú nhanh bình phục quay lại cuộc sống bình thường. Thì cô cùng với lại con trai hôm nay là về đây thì các con đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình, là giúp đỡ hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô nhé, anh trai nhé. Thì mong rằng là trong cái thời gian này anh cùng với lại các anh em cố gắng động viên mẹ nhá. Thì cô cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện thì không sao đâu. Hôm nay là hai mẹ con cô về đây, có hy vọng rằng anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hà Bình Dương cũng như tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ tìm được chồng của cô về không? Cô có hy vọng không? Có, cô rất là cô có niềm tin không? Cô có niềm tin, nhưng cô có từ lặng lội tới đây. Dạ, nếu mà cô tin như vậy thì vì con mong rằng là cô về cô ổn định lại tinh thần nhá, không sao đâu. Con hy vọng rằng, con tin rằng là nay mai là sẽ tìm được thông tin của chú thôi nhá. Nên cô bình tĩnh, cô về cô ăn uống, giữ gìn sức khỏe nhá. Bây giờ mà cô mà tinh thần mà như vậy mà cô không ăn không uống nữa thì chưa là tìm được chú mà lại lo sức khỏe cho cô nữa thì điều đó là mệt lắm nhá cô nhá. Cảm ơn cái lời động viên của con. Dạ. Rồi thì hôm nay là cô cùng với anh về đây nhờ các con đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hà quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là cô thì tìm chồng, anh thì tìm ba. Hai mẹ con cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm chồng cũng như là tìm cha về không ạ? Có, đồng ý. Cuối video thì con chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là chồng của cô cũng như cha của anh sẽ quay trở về một ngày gần nhất, bình an nhất. Gia đình nhà mình cứ yên tâm đi, theo con là không có sao đâu. Chú sẽ không có sao đâu. Nếu mà tình trạng chú đi ra bên ngoài như vậy có thể là quên cái đường về, thì cũng có bà con cô bác nào đó thì cũng thấy được hoàn cảnh của chú như vậy thì cũng ăn uống ngủ nghỉ thôi nhá. Chẳng qua là chú không có nhớ được, nhưng mà chú cũng biết cách đường để về hoặc liên hệ về với gia đình thôi. Nên gia đình nhà mình cứ yên tâm nhá. Tuyệt đối là mình về những ai mà gọi điện báo tin cho gia đình nhà mình cần phải xem xét kỹ lưỡng, tránh trường hợp bị lừa như vừa rồi nhá. Bởi vì những người mà người ta giúp mình á, là người ta không có đòi hỏi tiền bạc đâu. Nếu họ đòi tiền bạc, họ nói chuyển tiền như thế nào với chỉ chỗ hoặc thấy chỗ các kiểu là lừa đảo nha. Qua đây cũng là một cái sự việc cô chú anh chị ạ. Thì em rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị, nếu mà có người thân đi làm khi mình đăng lên các trang mạng xã hội thì có những cái đối tượng mà gọi điện tới là báo tin là thấy người thân và kêu người nhà mình chuyển tiền như thế nào đó, tuyệt đối mình không chuyển và mình không có tin. Tại vì đó là những cái thông tin không có thật, mục đích của bọn chúng là lừa đảo nha cô chú anh chị nha. Tránh các trường hợp là cô chú anh chị sập bẫy của bọn chúng thì mất tiền mà lại hoang mang thêm. Dạ rồi, cuối video xin phép chào cô, chào anh trai, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.